Hello anh em, chào tất cả tình yêu. Thì hôm nay tiếp tục lên cho anh em cầu kèo cơm gạo cũng như là hướng dẫn cho anh em một số cầu kèo cơ bản đây. Anh em mình xem video cũng như thấy kết trâu ok. Anh em mình thấy kết trâu ok thì tiếp tục áp dụng vào để mình chơi cũng như là chốt lãi hàng ngày anh em nhé. Trước khi chơi thì anh em mình nhớ đặt cái mục tiêu ra, vốn bao nhiêu và muốn chốt lãi bao nhiêu cho nó dễ. Khi mà anh em mình đã có cái mục tiêu ngay từ đầu ấy thì anh em mình cứ chạy cho anh em mình cái đúng cầu cơ bản được chưa anh em? Theo đúng cầu kèo cơ bản, không cố gắng mẻ cầu, cách chơi dễ dàng nhất có thể này. Được chưa anh em? Hôm nay tôi sẽ chạy cho anh em một số cầu kèo trên con sao 789 này anh em nhé, với định lấy hai công thức là cái điểm phiên cũng như là cái điểm xí ngầu để anh em mình vào hai cách chơi gọi là thuộc dạng là dễ dàng nhất có thể. Để xem con này như thế nào anh em nhé. Tiếp tục này. Ok, vào việc này. Ở đây thì xu hướng hiện tại nó đang là cầu 1 2 đúng không? Anh em mình áp dụng cho tôi quả kèo 1 2 3, chạy cầu cơ bản. Tay đầu tiên thì lúc nào cũng vậy. Phải thử cầu đã. Để xem nó có đúng cầu hay không thì anh em mình mới chạy lớn được đúng không? Cứ từ từ đây. Để xem con này như thế nào em nhé. Tiếp tục theo đúng cầu cơ bản, không cố gắng bẻ cầu, tỷ lệ thì vẫn là 70 cho đến 80% thôi. Để xem nó như nào đi nhé. Xem con này như nào, chạy đúng cầu kèo này. Không cố gắng bẻ cầu để làm gì hết. Ok này, ta đầu tiên đúng cầu này. Chạy đúng cầu kèo anh em nhé. Tiếp tục này. Con này tiếp tục 1 2 3 này, về xỉu tiếp này. 3 mét. Chạy cầu về xỉu ra. Con này chắc chắn là phải 1 2 3 đấy anh em nhé. Theo đúng cầu anh em nhé. Để xem con này nó có đúng cầu hay không. Con này tôi sẽ chạy cho nó công thức là dễ dàng như có thể đã. Không cố gắng bẻ cầu đã. Chạy theo cầu điểm phiên. Đấy. Cách hợp lý nhất để nên mình chốt lại. Xem con này như thế nào nhé. Rồi con này thì nó lại đổ tài nha bạn. Con này xu hướng có thể là nó sẽ chạy cho anh em mình của kèo là 22. Để cho anh em. Xu hướng là nó có thể nó chạy cho anh em của kèo 22 này. Hiện tại thì nó đang là theo cầu tài đúng không? Thì bây giờ anh em mình lại tiếp tục cho nó quả cầu là chạy tài tiếp. Được chưa? Tiếp tục chạy tài nhé anh em nhé. Theo cầu này. Bơm nhẹ 3 mét nữa này. Cố gắng bám theo cầu, không cố gắng bẻ cầu. Được chưa anh em? Bằng cách nào thì anh em mình cũng phải là đi theo đúng cầu cơ bản. Như đúng cầu kèo này. Xem nó như thế nào đây. Xem nó chạy đúng cầu hay không. Tiếp tục chạy cầu cơ bản này. Theo đúng cầu cơ bản này. Để xem con này như thế nào nhé. Con này tôi sẽ gấp lên 1 mét nữa này. Để xem nó có hợp lý hay không. Tỷ lệ thì lúc nào cũng sẽ là 70 đến 80% thôi. Đừng có tạo cái độ khó lên anh em ạ. Cứ theo đúng cầu nhé. 3 này. 5. Ok chưa? Đây, vẫn là hợp lý. Theo đúng cầu kèo cái chơi dễ dàng nhất để anh em mình áp dụng vào để anh em chốt lãi. Nói chung là đừng có cố gắng bẻ cầu. Nếu mà như anh em nhé. Nếu như mà anh em mình cảm thấy sai số ấy thì anh em mình bỏ luôn. Được chưa anh em? Anh em mình bỏ luôn, anh em mình đừng có vào. Đấy, đi nhẹ và cơ bản nhất có thể. Cầu này thì xu hướng hiện tại nó đang là 22 đúng không? Anh em mình tiếp tục đi cho tôi là quả kèo là 22 tại vì nó đang theo cầu mà. Một là anh em mình bỏ, hai là anh em mình vào luôn, được chưa anh em? Tiếp tục đi nhẹ 2 mét, vẫn là chạy cầu anh em nhé. Theo đúng xu hướng này. Để xem nó vào đúng tỷ lệ hay không này. Xem nó như nào này, hợp lý nhất có thể anh em nhé. Nó chạy được đúng cầu này hay không này. Xem nó này hợp lý hay không anh em nhé. Chạy theo cầu này. Như thế nào đây?
Tiếp tục chạy đúng cầu kèo, không cố gắng mở cầu. Rồi, con này bắt đầu có sai số nhỏ này đây mà. Con này bắt đầu có sai số nhỏ đấy các bạn. Tiếp tục chạy tài. Con này thì tiếp tục lại về mỗi cầu nữa. Cầu này thì nó lại thuộc dạng cầu 3 rồi. Khi mà nó đã đi tới cầu 3 này nên mình đi cho tôi quả kèo 321. Bơm nhẹ 4m này. Chạy cầu cơ bản này. Tỷ lệ theo cầu anh em nhé. Xem hôm nay như thế nào đây. Xem hôm nay như thế nào đây nhé. Không cố gắng bẻ cầu và hãy cố gắng đi đúng cầu đi cho anh em. Xem hôm nay như thế nào nhé anh em nhé. Tiếp tục anh em ạ. Theo đúng cầu kèo, không cố gắng bẻ cầu được cho anh em. Cách chơi dễ dàng nhất có thể này. Hai điểm. Ôi giời, con này khá là đen ở cái chỗ là nó tiếp tục về một con ba anh em ạ. Có sai số. Để cho anh em có sai số này. Con này thì nó lại tiếp tục chạy mỗi quả kèo là nó lại về mỗi cầu nữa là nó lại tiếp tục về mỗi cầu là chạy về cầu 4 rồi. Cầu 4 thì anh em mình vẫn có thể bẻ được là cầu 421. 421 6m chạy về xỉu tiếp. Tiếp tục áp dụng cái công thức cơ bản dễ dàng nhất có thể anh em nhé. Không cố gắng bẻ cầu mà hãy cố gắng vào đúng cầu cơ bản. Nhưng mà để xem con này như nào nó có vào được hay không mới là cái vấn đề đây. Mới là cái vấn đề anh em ạ. Xem nó có hợp lý hay không này. Tiếp tục áp dụng cơ bản chạy cầu theo đúng cầu nha anh em nhé. Được chưa anh em? Xem nó hợp lý hay không em nhé. Cách chơi dễ dàng như có thể đây. Còn này thì không bao giờ sai và không có chuyện nào sai số ở đây này các bạn. Được chưa anh em? Tỷ lệ thì chắc chắn là phải có cầu gãy cầu ăn rồi. Nhưng mà cái cầu dài thì chắc chắn là anh em mình lụng. Hôm nay chắc là tôi sẽ chốt cho anh em mình của kèo 32m này ở đây thôi. Hôm sau mà có cầu kèo hoặc là cái chơi mới thì tôi lại liên tiếp áp dụng một số công thức cơ bản để nên mình chốt lãi cũng như là kiếm thêm cơm gạo hàng ngày. Thôi, nghỉ ngơi, thân ái và mến chào.